Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gram một anđehít thì thu được CO2 và nước. Hỏi số đồng phản ứng tác dụng được VagNO3 trong môi trường NH3 là. Kích nữa chúng ta đang bỏ ngỏ. Chúng ta sẽ tính cho thầy mol CO2 và mol nước bằng bao nhiêu. Em lấy 33 chia cho 44 là bằng 0,75. 13,5 chia cho 18 0,75. Như vậy bạn để ý đó là khi mình đốt cháy hoàn toàn bộ anđehít mà chúng ta thu được mol CO2 bằng mol nước. Điều này cho tỏ anđehít của chúng ta bây giờ là anđehít no đơn chất mà thở chứa một anđehít no đơn chất mà thở có dạng là CnH2NO2. Và bạn để ý cho thầy là khi mình đốt cháy bất kỳ hợp chất nào mà mol CO2 và bằng mol nước thì hợp chất đó luôn luôn có dạng là CnH2n, được chưa? Rồi, còn phần còn lại thì chúng ta phụ thuộc vào tên của nó. Rồi bạn nghe kỹ. Khối lượng đây là 12,9 gram. Ở đây em có nhiều cách để làm, mà cách đơn giản nhất ở đây theo thầy nghĩ là các bạn nên dùng bảo toàn khối lượng để tìm ra mol anđehít, sau đó chúng ta tìm n thì nó sẽ đơn giản hơn. Như vậy đây thầy gọi mol anđehít là x mol. Đúng không? Thầy có này, 14N cộng 16 là khối lượng mol của anđehít sẽ bằng 12,9 trên x. Như vậy, để tìm được N thì câu hỏi đặt ra cho bạn đó là các bạn phải đi tìm x. Mà muốn tìm x thì chúng ta có công thức rồi. Khối lượng một hợp chất hữu cơ bất kỳ gồm 3 nguyên tố thì nó sẽ bằng khối lượng C cộng cho khối lượng H cộng cho khối lượng O. Tương đương, khối lượng x ở đây là 12,9. Khối lượng C thì bằng 12. Thì giải thích cho bạn rõ. C chúng ta là về CO2, còn hydro thì về nước, dùng phương pháp quy đổi em nhé. Đây 1C thì 1C đủ này, 2 hydro thì đây 2 hydro này. Như vậy mol thằng này đúng bằng 3C đúng bằng mol CO2 và bằng 0,75. Khối lượng mol của hydro là 1. Mol hydro theo phương trình là gấp 2 lần mol nước nhân 2 nhân cho 0,75. Còn đối với oxy này, oxy bằng bao nhiêu? Chúng ta nhìn này, trong ít này có một oxy thì đây nó là ít mol, được chưa em? Như vậy cộng cho 16 ít. Từ đây em sẽ tìm được ít. Khi có ít rồi em sẽ tìm được N. Rồi tính giúp thầy. N ở đây thì tính được bằng 5. Bằng 5 thì nó là C5H10O. Các bạn nghe kỹ. Điều cầu chúng ta là đồng phân tác dụng được với AgNO3 trong môi trường NH3. Thì nó là anđehít thì nó phải có dạng là gì? RCHO. Tổng ở đây chúng ta là đang 5C, đây có 1C thì còn đây là C4. 10 trừ đi 1 thì còn là C4H9. C4H9 theo quy tắc đếm nhanh đồng phân 1, 1, 2, 4, 8 thì C4 chúng ta có tất cả là 4 đồng phân, được chưa em? Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu C. Câu này là nó ghép thêm vượng cháy vào nữa, thế thôi.